Yêu quái xuất thế. Vạn Phật thành ngày 30 tháng 9 năm 1982. Thời mạt pháp là thời ma cường pháp nhược, thế lực của ma càng ngày càng mạnh, thế lực của Phật thì càng thu hẹp. Phật không chú trọng đến thế lực mà chú trọng đến oai đức. Lúc phước báo của chúng sinh còn lớn thì lúc đó pháp mạnh ma yếu, lúc phước báo của chúng sinh mà ít thì ma mạnh pháp yếu. Hiện tại toàn thể nhân loại giống như một trái núi do nhiều quả trứng nhỏ bé hợp thành vậy. Nếu một quả trứng nào bể thì cả một núi trứng sẽ sụp đổ, cho nên sinh mạng của con người thật sự bị đe dọa. Chính vì vậy nên ở chỗ nào cũng thấy ma vương và bè lũ quyến thuộc của nó. Chân lý nói ra thì chẳng có người nghe, song điều tà nói ra thì không biết bao nhiêu người tin theo. Như lúc giảng kinh thuyết pháp thì tuy có người đến nghe, song họ tới rất miễn cưỡng, không phải thật sự vui vẻ mà nghe, nhưng nói đi nghe ca hát, đi coi chiếu bóng, đi khiêu vũ thì tranh nhau đi, cho đó là điều hay nhất, tốt nhất. Các vị có thể thấy, lòng người không như xưa nữa, đạo đức đã suy đồi, điều đó cho thấy ma vương đã dùng thế lực và ma thông để nhiễu loạn thế giới. Hiện tại, yêu quái lớn nhất là điện não, tức là computer. Sau khi máy này được phát minh thì con người trở thành phế vật, không còn chỗ dùng nữa, bởi vì máy điện não có thể giải quyết mọi vấn đề. Điện não làm cho con người tê cứng, đi không còn lòng nhân nghĩa, cũng làm cho con người trở nên ủy mị, không còn phấn chấn được nữa. Chuyện gì cũng chẳng hiểu được thấu đáo, như sinh ra trong cơn say, chết đi trong giấc mộng. Cho nên, điện não không phải là ma quái thì là gì? Pháp thuật này là do trí khôn của ma quỷ mà phát sinh ra. Còn một thứ yêu quái khác là truyền hình. Một sản phẩm là cho con người bị mê hoặc, không phân biệt được trắng đen, thị phi, sự lý. Truyền hình dạy con nít làm chuyện mê muội, điên đảo, làm sao để giết người, đốt nhà, trộm cắp, cưỡng dâm, hút ma túy. Đó đều là do ảnh hưởng của truyền hình mà ra. Cho nên điện não và truyền hình là hai thứ quái vật. Tuy là quái vật, song người đời không nhận thức rõ ràng, lại coi như là của quý, nên bỏ ra một số tiền lớn để mua về dùng. Lại còn một thứ quái vật khác nữa, đó là hỏa tiễn vệ tinh. Bởi vì loại vệ tinh này bắn lên không trung rồi thì có thể hướng dẫn đầu đạn nguyên tử, khinh khí, cái tia laser để giết người. Tia laser, tiếng Trung Hoa gọi là tử quang, là một danh từ hết sức không tốt. Bởi vì tử quang có nghĩa là ánh sáng giết người, đây cũng là một thứ do ma vương phát minh ra để tiêu diệt nhân loại. Ngoài ra, con người còn dùng ngoại phương pháp để giúp sức cho quái vật này, phóng ra đủ thứ độc khí làm ô nhiễm con người, làm cho con người lạc vào mê hồn trận, đông tây nam bắc không còn phân biệt là đâu nữa. Đó là do quyền lực của bọn ma này làm ra cả. Hiện tại có một loại ma từ ngoài không gian tới muốn hủy diệt thế giới với mọi đủ thủ đoạn để tiêu diệt nhân loại. Chúng tung ra độc khí, hễ chúng vào ngũ cốc lúa gạo thì người ăn vào chúng độc, hễ chúng vào súc vật thì người ăn thịt chúng cũng chúng độc, hễ chúng vào cá hải sản thì người ăn chúng cũng chúng độc, sinh ra đủ thứ bệnh ung thư rồi chết. Chúng ma này còn dùng chất độc có tác dụng chậm bôi trên đồ vật mình dùng hàng ngày, như là giấy vệ sinh chẳng hạn. Giấy vệ sinh có mùi rất thơm làm người ta thích dùng, song lại có hại vô cùng, bởi vì nó sinh ra bệnh ung thư hay hoặc các bệnh khác. Xưa kia con người không có dùng giấy vệ sinh thơm tho và cũng không có những thứ quái bệnh nhiều như bây giờ. Nhưng thứ độc dược nguy hại nhất chính là đồng tiền giấy mà không ai có thể xả bỏ được. Trên tiền giấy có thứ độc dược, con người mà đụng tới nó thì sinh ra bệnh tham lam, đến nỗi chuyện gì cũng phải cần tiền cho nhiều. Bất luận là ăn, là ở, là làm, cái gì cũng muốn càng nhiều tiền càng tốt, nên chỉ tìm đủ cách để kiếm tiền. Khi đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới tiền thì sinh ra bệnh ung thư, mà cái độc này thì không có gì cứu nổi. Ở trong tam thiên đại thiên thế giới, bởi vì có chư Phật ở nơi vạn Phật thành nên ta mới có thể viễn ly được độc khí đó. Các vị học Phật ở đây phải không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối thì mới không bị trúng độc của đồng tiền. Các vị không ăn thịt, chỉ ăn chay,
thì cái độc trong thịt cũng không xâm nhập vào người được. Chay lạt từ thức vật thiên nhiên, bản chất nó có sức giải độc. Cho nên, bất luận là yêu ma quỷ quái phóng độc gì, nếu ăn chay một thời gian thì chất độc đó tự nhiên tiêu giải. Do vậy, ăn chay là phương pháp tốt nhất để kiện khang trường thọ. Hôm nay nói các vị nghe rồi, sau đây các vị hãy suy nghĩ, coi thử mình có phạm vào lỗi lầm gì không, nếu có thì mau mà cải đổi. Đừng nên tranh, tham, cầu, ích kỷ, từ lợi, nói dối. Nếu bỏ 6 tập khí xấu xa đó, đi rồi thì không thể bị chúng độc được. Điều quan trọng nhất là phải quét sạch đi rác rưởi của chính mình. Sạch tâm hận, oán, não, nộ, phiền. Thế ai còn lòng tạp nhiễm trên thì rác rưởi trong lòng người đó còn chưa quét sạch. Tâm mình mà sạch sẽ thì tự nhiên không hận ai, không oán ai, không sinh lo buồn, phiền não, không có nổi giận, cũng không sinh lòng phiền hà gì ai cả. Phàm là đệ tử của tôi, bất luận là tại gia hay xuất gia, chân chính tin tưởng tôi thì phải biết cải thiện thói quen lỗi lầm của mình. Phải đổ sạch thùng rác trong tâm mình, như vậy thì tại thời đại mạt pháp này, mình có thể phóng hào quang, làm cho thế giới được sáng lạng. Thế giới này sớm hay muộn gì sẽ bị hủy hoại, song nếu có người chân chính tu hành, thì thế giới tăng thêm chính khí, giảm bớt tà khí, thế lực của Phật sẽ mạnh hơn, thế lực của ma sẽ yếu đi. Các vị đừng coi lời tôi nói giống như gió thổi qua tai, bởi nó rất trọng yếu và quan hệ thiết thực với vấn đề hiện tại. Ha ha ha, 问什么的说